Panda. I got broads in Atlanta. Since you thought me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the leaks in the band. Legacies. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Thì nhân sự kiện sắp tới của server Realm Online, đây là server season 17 nha anh em, và server tồn tại được 2 năm rồi. Và việc chơi server này cũng rất là dễ dàng khi mà anh em có thể up level đối với những người bận công việc và cũng có thể tham gia các trận đấu PVP hoặc là up level khi là đi PVM. Thì để chào đón sự kiện trứng phục sinh hay là lễ phục sinh của bên server nước ngoài, thì server Realm Online đã ra sự kiện mới. Và sự kiện lễ phục sinh này sẽ được diễn ra vào ngày 15 tháng 4 năm 2022 vào lúc 20 giờ theo mỗi giờ là GM-3, và kết thúc vào ngày 1 tháng 5 năm 2022 và cũng theo mỗi giờ là GM-T-3 luôn. Và sự kiện này sẽ có gì? Sự kiện này thực sự là vừa hỗ trợ người chơi mới và vừa hỗ trợ những anh em người chơi cũ. Tại sao mình lại nói như vậy? Đối với những người chơi mới thì ở sự kiện này chúng ta sẽ được rất là nhiều thứ. Đây mình sẽ chỉnh sang tiếng Anh cho anh em. Anh em đợi tí, đây. Rồi, mình đang dịch sang tiếng Anh hết cho anh em thấy. Sự kiện này sẽ bao gồm là sẽ drop là action, decent action này là sức trưởng anh em. Và nó sẽ drop toàn server luôn. Server nào cũng có rồi hết. Thứ hai là nhân SP tăng kinh nghiệm toàn bộ server. Tăng thêm rút nhận được khi mà anh em mở hộp hộp này gọi là hộp brick, hộp battery. Ngoài ra là event này là sẽ có thêm event meme nữa, nhưng mà meme này là chơi cũng cho vui thôi anh em. Và Discord này là sẽ tăng phần trăm drop lên anh em, nếu như anh em click vào link Discord á thì nó sẽ tăng phần trăm drop của trứng lên. Ngoài ra là khi mà diễn ra sự kiện thì tất cả các vật phẩm mang trên người là sẽ không bị giảm độ bền. Rồi là phần thưởng cao nhất của nó là sẽ nhận được một cái bàn phím Logitech G512 Carbon, và bàn phím này khá là ngon. Rồi, sau khi mình giới thiệu qua tổng quát tất cả những cái gì mà event này có, thì làm sao để tham gia event này, thì sau khi có thời gian sự kiện á thì anh em có thể bắt đầu tham gia. Và sự kiện này thứ nhất là sẽ drop trứng, anh em có thể đi săn bình thường thôi, chỉ cần đi farm quả bình thường là cũng có thể drop trứng này rồi. Và anh em lưu ý là nên để nhập đồ là Esther S hoặc là để S hoặc là để Esther thì nó sẽ là drop ra. Ngoài ra thì anh em cũng có thể đi săn khỉ, và khi mà diễn ra sự kiến á thì khỉ sẽ được thay bằng là Bunny Invasion, tức là sẽ drop cái thỏ ngọc anh em. Đây anh em thấy này, Golden Rabbit và Golden Red sẽ được thay đổi này, thay đổi tỷ lệ drop này. Rồi, sau khi mà anh em nhập được F1 á thì mình sau nữa thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhận như nào và nhận tất cả các vật phẩm này là ra làm sao thì mình sẽ nói sau. Tiếp tục, bonus SP ở đây nhận được là gì? Khi mà anh em tham gia server nâng PVP, tức là server anh từ level 1 đến 1300 thì anh em sẽ được nhận kinh nghiệm rất là nhiều tùy theo mức độ level của anh em. Để như cấp của anh em từ 1 đến 800 thì anh em sẽ được nhận đôi kinh nghiệm này. Từ 800 đến 1200 sẽ nhận 1,75, và từ 1200 đến 1300 thì sẽ nhận 1,25. Nếu như anh em donate và mua VIP Platinum thì tỷ lệ nhân của anh em sẽ được cộng thêm 0,5 nữa. Rất là ngon. Đây là bảng tỷ lệ anh em cũng có thể xem được, mình sẽ không nói nhiều nữa. Ngoài ra thì bonus rút là gì? Rút là vật phẩm để anh em có thể mua được tất cả các vũ khí trong game cũng như là quân đồ thần. Và rút này sẽ bây giờ sẽ được tăng 25% ở server thường và 80% ở server VIP. Tức là bình thường anh em sẽ nhận được là 2000 phải không? Bây giờ là sẽ nhận lên được là 2500 chẳng hạn. Còn 50% là sẽ lên 3000. Rút anh em cay sẽ nhanh hơn này. Tiếp tục sẽ giảm. Thì cái này là sẽ giảm khi mà mua ở chợ ra tùm lum tà lá thôi, cái này mình sẽ không nói rõ nữa. Rồi, trên đây là bonus SP cho người chơi mới và để anh em kẹo level nhanh hơn. Ngoài ra mà khi có sự kiện này á thì mình nhớ là sẽ giảm. Mình nhớ là sẽ giảm cái giá tiền anh em mua đồ ABA anh em. Đâu rồi nhỉ? Đây. Game fair này, Blue Angle item này, sẽ giảm cái giá tiền anh em xuống còn 50%. Ví dụ anh em mua cái vũ khí đi, vũ khí level 400 thân rút á là giá là 100.000 rút thì bây giờ sẽ còn là 50 thôi. Rất là rẻ, và anh em có thể cày cho mình một dàn clone, dàn ác thú để anh em farm đồ.
Rồi, sau khi mà anh em tìm hiểu sơ qua về cách tham gia, thời gian tham gia này, rồi cách nhặt trứng này, đó nhặt trứng mình tổng kết lại là sẽ có hai loại để anh em nhặt. Nhặt thứ nhất là anh em cứ đi trên quả bình thường và nhớ là để vào cái ô nhặt đồ ấy là nhặt S hoặc là Esther, đây S hoặc là Esther, đây Esther hoặc là S, anh em gõ hai cái từ này vào cho mình để cho nó tự động nhặt. Hoặc là anh em đi săn khỉ, khỉ là sẽ được thay bằng cái quả vật mới. Rồi, trên đó là hai cách nhận được S1. Đây, sau khi nhận được S1 thì anh em sẽ nhận được cái gì? Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em thấy luôn. Đấy. Rồi. Đây là cái bảng mà anh em. Tôi đây nhỉ, mình làm cái gì cho nó dễ dàng hơn nhỉ? Rồi. Đây là cái bảng mà anh em có thể nhận được tất cả những thứ mà mình đã tổng quát lại cho anh em dễ hiểu. Sau khi anh em nhập được F1 thì anh em có thể drop, tức là thả xuống hoặc là nhấn chuột phải. Cái này mình thì cũng chưa biết được là nó sẽ hoạt động như thế nào, nhưng mà có hai cách là anh em có thể nhấn chuột phải và vào quả trứng một hoặc là thả xuống thì nó sẽ nhận được 1 2 3 4 5 6 vật phẩm sau đây. Một là ngọc, ngọc thì bất kỳ, có thể là trao, có thể là crest, blade hoặc là sụt, và hoặc có thể là 200 rút hoặc là Blood Castle Invasion. Cái này anh em nếu như không biết là gì thì đây mình đã có hình mô tả cho anh em. Hoặc anh em không phải là nhận tất cả các cái này đâu, chỉ một trong những thứ này mà thôi. Đó, đây là vẽ tham gia sự kiện BC hay còn gọi là Blood Castle. Thì cái này mình cũng chưa biết được là nó sẽ theo level hay là nó mặc định là giống như ticket, là level nào có thể sử dụng được cái vẽ này. Thứ hai là vẽ Devil, đây vẽ quảng trường quỷ, anh em có thể cày level cũng như là cày rút dễ hơn rất là nhiều. Ngoài ra là Blue BL, cái này là sẽ được tăng 25 kinh nghiệm trong vòng 30 phút. Và vật phẩm hot nhất là trứng level 2, trứng cấp 2. Nếu như anh em nhận được trứng cấp 2 thì nó sẽ di chuyển qua bảng trứng cấp 2. Ở bảng trứng cấp 2 thì anh em sẽ nhận được là một ETOL. Nếu như anh em chưa biết ETOL là gì thì đây, ETOL là chỉ là bùa may mắn khi mà bên chỗ đồ sách thuộc tính hoặc là ngọc thuộc tính. Tiếp tục sẽ là TOL. TOL chính là ép đô lên cộng 10, 11, 12, 13 đấy. Một lúc đấy anh em, vừa may mắn đấy. Cái thứ ba chính là BL Medium. BL Medium là trung bình, tức là sẽ nhận được 50% kinh nghiệm trong vòng 30 phút và rút là 1.000. Tiếp tục anh em sẽ nhận được vật phẩm hot nhất ở trong cái trứng cấp 2 là sẽ là trứng cấp 3. Trứng cấp 3 thì anh em sẽ nhận được là ETCA này. Là gì? Đây, ETCA là bùa chống mất của thuộc tính, có thể là đập đồ hoặc là đập ngọc thuộc tính, và một bùa chống mất đồ bình thường. Đây mình cũng ghi rõ cho anh em thấy luôn, và sẽ nhận được hai Beyblade Grip. Nếu cái này là xui nhất, mình nghĩ cái này là đen nhất trong tất cả năm cái vật phẩm nhận được ở trường 3, thì Beyblade Grip sẽ nhận được 100% kinh nghiệm trong vòng 30 phút, và cái thứ tư là 5.000 rút, và năm là tiếp tục là cái nhất là trường cấp 4. Khi anh em sử dụng trứng cấp 4 thì sẽ nhận được bốn vật phẩm này, một trong bốn vật phẩm này nhé, có thể là nhận được hai mít này, hai mít stone này. Mít stone này là anh em đặt đồ áo quần của thần này lên lúc hoặc là lên 15 star hoặc là 75 DD chẳng hạn. Cái việc 15 star và 75 DD nó cũng khá là quan trọng trong PVM nha nhé, nhưng anh em không để ý thôi. Ngoài ra nó cực kỳ quan trọng trong PVP khi đi PK. Anh em có thể nhận được 100 B này, chắc mình nghĩ cái này là đen nhất. 100 B thì hiện tại thì giá một giá bao nhiêu nhỉ? Giá 250 B là nhập nhìn à, một viên B tầm 50 50 cùng B thì tính ra 100 B này thì tính ra chỉ có được bao nhiêu ta, 100 nguy có rẻ, nhưng mà Mistone này nó là ngon hơn. Ngoài ra anh em có thể nhận được con đố Fitter này, đây là cái lông cấp 3 để dùng ép cánh cấp 3 nhé. Và cái ngon nhất là cái trứng level 5, cái này mới mới đỉnh anh em. Trứng level 5 thì anh em sẽ nhận được là có thể là một Sell God Hall này, đó Warden Fighter này, Elemental Frank. Thì cái này là gì, mình sẽ để ở dưới này. Sell God Hall này là sẽ nâng để dùng anh em đập lên ngựa ngựa mã nhé, ngựa level 700 hay 800 này, hình như là 700 thì phải, 700 hay 800 thì mình không nhớ rõ nữa. Tiếp tục là một cái lông cấp 4 để anh em ép cảnh cấp 4 này, ngoài ra nhận được là Elemental Frank. Đây cái này dùng để làm anh em ép cái ngọc thuộc tính á, enter á, lên cái ngọc thuộc tính mới hay gọi là enter mới nhé nhé. Và cái cùng là golden egg.
Đây, vật phẩm này là cực kỳ hot luôn. Thì Golden Egg sẽ nhận được cái gì? Là bây giờ mình sẽ cùng anh em tìm hiểu. Đây là Golden Egg. Ở Golden Egg thì anh em sẽ phải ra ngoài ticket á, ngoài ticket cho Discord của Big, và anh em sẽ nhận được random là một trong 6 cái này. Đó. Cái này mình cũng không biết là có bùa chủ gì không, được mình hay không. Nhưng mà nếu như không bùa chủ gì thì anh em có thể nhận được một trong những vật phẩm dưới đây, tùy theo số lượng trứng vàng mà anh em có được. Nếu như mà anh em có một trứng vàng, anh em muốn đổi ngay một trứng thôi, thì anh em có thể muốn đổi là đáp đúng một trong những thứ này, áp sẽ quay. Và anh em thấp nhất là anh em nhận được cây 50 viên mít này. Cái thứ hai là Brilliant Excel này. Cái này là tức là đồ mà để cuốn set đầy đủ set của level 300 anh em. Nhưng mà bao ổ từ tròn nha anh em. Cái này cực kỳ ngon luôn. Đây, một cái tay hoặc là một cái chân tùy anh em. Để cho anh em trụ cái này thì anh em có thể lựa chọn tay hoặc chân và lựa chọn bao ốp, và cả cuối cùng là anh em có thể lựa chọn một trong những cái nguyên bộ như thế này. Ngoài ra có thêm nguyên bộ của hai nhân vật mới mà mình chưa thêm vào nhé. Một ốp thì anh em có thể chọn ốp ngon nhất, hiện tại là ốp xuyên giáp hay là Innodep. Còn hai ốp element là có thể là Attack Success Ray 2 còn Dep Ray 2. Đó, hai ốp đó là cực kỳ ngon. Nếu như anh em muốn tích, anh em tích được 3 cái quả trứng vàng này, anh em có thể đổi một trong những thứ như này. Đây. Thì đầu tiên là anh em sẽ nhận được một combo để úp lên enter mới luôn này, là bốn cục frang này anh em này. Cái này là ghi bị nhầm nha anh em. À đúng, ừ, cái này mình bị nhầm, enter blim là cái này này, còn penta blim á. À đây đúng rồi, bốn cái này vào một cái này là đầy đủ một combo lên cuốn sách thuộc tính mới và ngọc thuộc tính mới luôn. Cái thứ hai là có thể nhận được 2 billion sụt. 2 billion sụt á thì anh em có thể đạt được là đủ bốn món để anh em nâng cấp lên set đồ 1300. Và hiện tại server mình chưa, hình như là chưa có ai có đủ hết. Và cái cuối cùng là Bluetooth. Cái này là Bluetooth này là dùng để là ép lên Airbus. Đó, khuyên tài cấp 4. Nếu anh em tích được 6 cái thì anh em có thể nhận được một trong vật phẩm như này nữa. Cái này là Mantic View, là để ép lên đồ thân cái vũ khí anh em, lên vũ khí 1200, vũ khí Mantic Code nha anh em. Còn Blian số này này, nhận được bốn phát là anh em lên đủ set luôn. Hoặc là hai lúc thúc này thì anh em có thể lên được hai cái Airbus, tùy anh em chọn một trong những cái này. Nếu như mà ngon nhất thì mình nghĩ là anh em chỉ có đủ 6 trứng thôi á. Thì đối với nếu như anh em chơi một số nhân vật mà sử dụng vũ khí một bay á, thì nên lấy là Mantic Code View. Giá nó rất là ngon, chắc bạn là chắc phải tầm 150-200 cao với con á, không phải ít đâu nha. Còn một cái này thì anh em cúp set cái nào cũng được, một trong bụi này được. Nhưng mà anh em không nên chọn Bluetooth nha nhé. Nếu như đen quả thì mình là Bluetooth, vì Bluetooth có thể anh em quay bê ra. Dù rằng là bê quay hơi khó, nhưng mà anh em vẫn sẽ đạt được. Rồi, đến đây là cái cách nhận, cách farm cũng như là cách phần thưởng chúng ta nhận được này. Rồi em vẫn có cái gì, nhận ra làm sao và cách nhận như thế nào thì mình cũng đã nêu cho anh em rồi. Và hy vọng video này giúp ích được ít nhiều cho anh em trong cái event lễ phục sinh này. Và anh em để lại cho mình câu hỏi ở phía dưới comment thì mình có thể giải thích cho anh em. Và anh em đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ mình làm video tiếp theo cho anh em. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.